chào một buổi sáng bình an, chào một buổi sáng thật đẹp, chào đạo diễn Thương Dược, chào mấy chú. Chạy chị Thất Hương hôm nay thoại nhiều quá mà chị Thất Hương đi rồi xong rồi cái chị chạy xe lại kia cái quay đầu lại để chạy đi luôn. Ủa người ta năm tập hôm nay là tập năm đây luôn hả? Không cho chị tập chạy. Tập vừa đây hả? Cái gì? Cái gì nè? Ủa bày cái bàn bún rồi rồi một tóc ngay đi rồi làm gì lại? Trời, trời, tay này đúng không em yêu? Tay tay dài chứ không cho che nắng chứ không có sao. Chích da xăng rồi sao vậy? Đi nắng rồi xăng tay, ngu quá. Đi nắng rồi đâu có được xăng tay. Ngu ơi là bánh xe này mà là chạy được thôi nhá xíu à. Ủa từ bữa giờ mình không có play game play viết vậy thôi em không quẹt đâu, cho mượn hộp quẹt Tư ơi, đâu cho chị mượn hộp quẹt Tư ơi. Gặp đèn cày đâu? Em kiếm ở trong này có. Quá. Đúng là mấy đứa nhỏ của mình đó, nó sắp xếp là về cúng kiến tâm linh mình là rất là tốt. Cho nên đến hôm nay là ngày thứ 9 ngày đoàn phim sầu riêng. 9 ngày rồi. Bãi đỉnh, 9 ngày rồi em. Màu quá. Ngày đường ngày thứ 9. Ngày sầu riêng. Sầu riêng ngày thứ 9. Phim mỗi ngày thì chúng con mưa thuận gió hòa mọi sự vụ việc thành lành. Người ta đi ngang thì người ta cũng biết Ngọc Huyền bán sầu riêng rồi. Vui quá trời vui luôn. Giờ đi ngang là với bà con cô bác là biết bán sầu riêng rồi. Rồi giờ chị xong. Giờ đợi đội nón lên thôi, nón bảo hiểm lên thôi. Đợi quay sầu xe lên đi chị. Qua cái hả? Ở đây chị còn đa sớm không? Em ra đây thì nó bay. Sao chút mà đội nón mà không sao? Cho tới ngày hôm nay, nhìn lên trời. Wow! Phật trời tổ nghiệp ơn trên rất là thương đoàn phim sầu riêng trời quang mây tạnh. Cho nên là hạnh phúc quá luôn. Có thể lòi ra ngày quay phim thứ 10 nhưng mà vẫn năng lượng, bởi vì bà Cẩm Hà bà viết dài quá. Sớm mà không phải hả?
đúng rồi, để nó vậy đi. Từ bữa giờ là mình không có cái clip TikTok nào luôn. Có làm đó mà à, có làm rồi hả? Thì tại chị nói là để đăng trước khi đăng phim. Đâu có, bây giờ cũng đăng từ từ đi để cho người ta nhớ, chứ không thôi ta quên mình. Đi ta vô link của mình ta coi nhiều nhiều chứ. Chủ yếu là hình không ạ? Dạ. Đúng rồi. Ủa sao rồi, sao sầu riêng đâu vậy? Đang quay đầu chị, đang quay đầu. À. Vô trong cái lại cái thôi thôi đừng ta đi, ta đụng mình sao? Đụng cho nó mát. Thôi đứng đây đi cho an toàn. Để vô trong đây nè, đứng nè. Khi nào phim tới rồi mình quay đi, đi vô trong này đi. Đường T10. Ê, tối bữa mình quay ở đây mà đúng không? Đúng rồi, tại buổi tối mình không thấy. Mình quay ở đây nhiều lắm. Công nhận là, công nhận là ở đây sẵn quảng cáo cho huyện Bình Chánh luôn nha. Mình quay toàn bộ những cảnh phim sầu riêng ở huyện Bình Chánh nha. Mình thấy nơi đây là đất lành chim đậu nha, đất hiền hòa, người dân hiền hòa, khí hậu cũng hiền hòa luôn. Mình rất là thích Bình Chánh nha. Và bây giờ thì hình như dậy sớm quá, cái bụng mình nó cũng hiền hòa luôn. Bụng mình nó cũng hiền hòa luôn rồi. Của chúng tôi vẫn năng động coi kìa, dậy sớm thiệt là sớm. Xin chào cả nhà. Hôm nay là nó chào luôn rồi. Sáng thì mà anh vẫn năng động nhưng mà coi là nó vẫn chết vậy. Anh cái nhìn sớm thế. Em đó. Ơi, mì. Thế chí đầu mì nữa. Đây đây đó. Mỗi đứa một kiểu. Mười phân dạng, mười chất mỹ. Mới camera quay đó. Thường đó là nó quay người ta không à. Bây giờ camera quay nhá, nó sẽ sửa dáng liền lập tức luôn. Những anh chàng đẹp trai, vui tính. Hòa nhã chuyên môn lấy những hình ảnh đẹp, hình ảnh đẹp chứ hình ảnh xấu, hình ảnh đẹp của nghệ sĩ. Đây rồi, đây những cô thư ký. Dễ thương nhất làm sao? Tại sao người dễ thương nhất sao? Là cứ dễ thương. Đúng rồi, xác nhận luôn. Xác nhận luôn nha, nhưng mà cũng hay gây với chị Quyền cái vụ quần áo lắm. Đây là cảnh mở màn. Sầu riêng phải nhiều, bán kèm thêm mít, bởi vì sầu riêng là chánh nhưng mà mít cũng là phụ của người ta gọi đến. Không có bán mít thì tự nhiên mình bị lỗ vốn, bị không phải lỗ vốn là lỗ cái phần lời đó, cho nên là chết. Ví dụ gì vậy? Không sao, hôm nay mua vé số sẽ trúng số, bởi vì đáng sớm đã thấy mình. Thầy cất ngựa quá nè, thầy chắc cất ngựa không? Châu. À, cất châu hả? À? Ở đây có trâu hả? Châu bò ở đây không? À, cho bỏ đây nhỉ. Cắt ngựa nhỏ lắm chị. Bây giờ khoan, giờ chị đứng xuống thì tỏi nón lại cho mình quay cái TikTok nè. Có lúc chị chạy lại em quay luôn rồi mình ép nhạc. Quay ngược mặt kìa, đứng gió. Ok. Trời ơi. Ê, bố Giang điều cho con cái cận cảnh coi, trung cận đi, ngang qua qua đẹp quá trời nè. Dạ, qua đẹp sao vậy? Bây giờ mình bay trước à, mình bay flycam, bay flycam trước. Cái này hai hãng coi như là rớt chẳng phải á. Không có, nhưng chị đi ngang cũng có cảnh đẹp vậy đẹp. Cho chị mà cái cận vô đây đi, cái trung cận lúc đi ngang qua đi. Trời ơi, cái vàng bông đẹp quá mà. Cho dài dài chút xíu đi, cho mở màn một cái bài dài dài. Rồi rồi, đừng xong có rồi. Rồi ba chấm được đi là tính không? Ok, em yêu rồi. Rồi đi. Chạy đi. Máy đi, máy cho mình. Từ em đạp máy đi. Có thấy đường đâu đạp. Rồi chị đạp được rồi. Nhà mai nổ. Đó, lại cái tay tay kêu nó quay không có cái đập số mấy vậy? Số 1 trước. Ủa con ơi, giờ chị chạy chưa? Đập số 1 trước. Rồi biết rồi, bây giờ chạy chưa? Ngân ơi chạy chưa? Giờ chạy luôn á, giờ mấy bạn vô trong hết đi. Vô trong hết đi, chị chạy đi lấy được đoạn nào lấy trời. Vô luôn
Ta có cậu tư có cần nhảy xe máy không? Dạ không không. Sao? Cỡ bao xa? Lấy cho anh chừng ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng hay chừng quán cái luôn nha. 2, 3. Okay. Rồi, ngốc cái mỏ đó. Nhưng mà không biết hôm bữa hát cái tông gì kệ hát đại đi. Hát đi, đó, 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 qua lại có không đúng tông thì có gì chuyện sẽ để chặt đẩy hình là nó sao. Cái mua sầu riêng cô ai mua sầu có âm thanh luôn. Đó, không âm thanh rồi. Không, không âm thanh, cái này mình về mình. Không, chị đeo âm thanh rồi. Dạ, nhưng mà ý là cái phần bài này thì không có thu tiếng. Thì bây giờ thâu đi, thâu bây giờ đi. Đúng rồi, để chút nữa chị hát sai nhịp sao? Thì tại vì không, đâu lấy cái hình mà chị. À đúng rồi, âm thanh chứ cũng đâu có nghe cái voice đâu. Chị bỏ hai chân lên nè, nghe nè. Bây giờ chị một tay cầm lái, tay về. Chạy xe này. Nó nào là thiết kế làm nó cũng hơi gấp gáp, nó không có đúng cái mặt lắp ngay. Cho nên là cũng bữa giờ là toàn là đậu không mà, nên hôm nay chạy cái đường đoạn. Giờ thử chạy thử coi. Chọn cái đường trắng thì chạy. Giờ chị chạy thử nha. Chị chạy chưa đề máy, thấy gì chạy. Báo số chị đúng số rồi. Số 1 hay số 2 vậy? Số 1 quá đây. Nay bắn đều rồi, đỡ hơn rồi. Không biết quay đầu. Không biết quay đầu không biết. Ê chứ chạy luôn á nha, không đi chứ dừng chứ chạy luôn. Sầu riêng quay lại bán. Sao bị cướp rồi sao? Con có kêu không? Có, con kêu quá. Con kêu hả? Ừ, anh kêu hả? Dạ. Ngày hôm nay cũng ở đây đó. Dạ, dạ. 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 Đang quay phim hả? Bà thấy con kêu không? Nè, hãy lấy xe dưới theo. Gọi điện cho con. Thế kế. Kêu thế nào không quay lại hả? Dạ. Quay lại mua cái đường xong đó. Mua mấy trái? Trời ơi, mua trứng trái ăn. Trái ăn ha? Dạ. Dạ. Sầu riêng, anh lại đi kêu rồi. Dạ, con đang kêu rồi. Ủa, anh bán sầu riêng mà. Dạ, hôm nay con không có. Con thấy sầu riêng này mất kêu con. Ăn để lên. Nãy cô kêu thấy hả? Cô thấy không? Cô thấy mà cô kêu nó lại chạy luôn. Chạy đi ra luôn rồi. Đúng rồi, ra đông rồi. Ở giữa đoạn đường đi luôn hả? Rồi chạy ngang qua có gì mình núp trong đây. Sao con ngồi nhờ á? Canh chị mua riêng không đi luôn hả? Dạ, dạ đi luôn rồi. Dạ không không được rồi cô, con đứng nhờ thôi thì con núp thôi. Con chú hả? Cô đó là con chú hả? Cô đó là con chú hả? Dạ. Cái gái thôi mà. Sao ai à? Anh con vừa đó, anh quay phim rồi đó. Bắt bị lăn tay rồi. Bắt bị lăn tay hả? Lăn tay. Lăn tay. Nói lớn rồi mới nghe. Cái gì? Con đã chánh không này? Hả? Sầu riêng lên. Đi bán cái gì hỏi cho thẳng không? Chị sầu riêng ơi, chị sầu riêng. Bà lên nè chị ơi. Bà lên nè. Chị sầu riêng. Chị bắt kêu mua sầu riêng mà chị chạy quá trời vậy. Vậy hả? Mua sầu riêng hả? Dạ. Mua
Đấy, ăn liền hả? Dạ đây. Đây đây, đó ăn liền. Phong phức, dạ cái trái này 3 kg, dạ là 200, dạ em bán 70 ngàn ký là dạ 200 ngàn. Dạ chắc 3 kg. Đấy, 3 kg. Thôi vậy chắc 2 kg vậy, 140 thôi. Cho em 140 nha. 140. Cái này là sầu riêng ngon lắm luôn à, sầu riêng ngoài đây lại là không là hộp là hộp lép luôn cái này chị Ngọc Quyền. Dạ trời ơi vậy. Dạ em bán sầu riêng không em là mua, không phải Ngọc Quyền. Dạ em biết Ngọc Quyền. Dạ em mê Ngọc Quyền cho nên là em hộp lép. Hộp lép cơm vàng. Dạ cái này là 2 kg. À, nhưng dạ này 2 kg nhưng mà 140. Dạ. Mắc cái đít ra. Ăn được. Dạ con cái đít ra. Đây nè nó đang hỏi rồi nè. Cái đít ra. Anh bán là ngon rồi. Rồi đây nè. Cái đít ra cho. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó là của con đó. Con mướt chín luôn. Nó ra. Cái đít ra. Ra chợ thôi. Dạ. Mình cái đít ra. Mình cái đít ra cho. Mình cái đít ra. Dạ con già đi. Thôi đưa em 100 ngàn thôi em bớt cho. Đưa 100 ngàn thôi em bớt thêm 50 ngàn nữa. Đưa 100 ngàn thôi. Nghệ sĩ Ngọc Quyền nè. Đáng lẽ là 150. Ông phải nghe ta lường lắm. Đáng lẽ 150. Dạ em là nghệ sĩ Ngọc Quyền. Không em là con nhỏ mua bán sầu riêng. Đấy bán sầu riêng. Dạ anh lên câu giọng cổ nha. Mỗi sáng tỉnh mơ em từng tao ngược tôi mang. Dạ 100 ngàn. Dạ đúng 100. Mang sầu riêng đi bán không. Cái này gì? Dạ này 50 ngàn. Đây là đáng lẽ cái sầu riêng này là 150. Cái này nhiều. 2 kg nhưng mà 140 chứ em bán 100 thôi. Cái này nhiều. Dạ 200 ngàn. Đó, 100 đó. 100 đó đưa em 100 được rồi, đúng rồi. Mỗi sáng tinh sớm từng tao ngược xuôi mang sầu riêng đi bán. Cô bán trái sầu riêng hả? Dạ em bán trái sầu riêng đây nè, mở ra. Thanh ra cho con em chỉ mong sao. Thôi đem vô đẩy ghế cho tao bé. Lòng khách lắm. Chứ tặng cho bác á, bác vui. Rồi cảm ơn nhiều nha. Tặng cho bác vui. Bắt tay cái đi. Dạ bắt tay cái. Dạ thôi bây giờ em không lấy tiền em trả tiền lại được. Ngọc Quyền kia đi Mỹ rồi, Ngọc Quyền này thế hả? Dạ, Ngọc Quyền kia đi Mỹ rồi, giờ Ngọc Quyền này thế. Ngọc Quyền mua sầu riêng bà thế. Giỏi dạ, quá ha. Dạ thôi giờ em gửi trả. Ca được bao nhiêu bản? Dạ ca nhiều bản lắm. Được 100 bản không? Dạ dạ được nhiều bản. Giỏi giỏi. Bây giờ quyết định không lấy tiền lại hả? Dạ dạ thôi em mua giá số. Mua giá số cho em 10 tờ giá số. Bác có tiền mà rồi cho em 10 tờ giá số. Dạ chiều tờ giá số nha. 1, 2, 3 tờ này. Đây. 1, 2, 3 tờ kia. Đúng không? Trời mua nhiều vậy. Đây. Này là 4 tờ lấy tiền của anh của chú mua sầu riêng cái 7 tờ rồi. 8 9 rồi 10. Rồi bây giờ đây nè. Có 100 mà mua 10 tại số hết rồi, hết rồi còn đâu nữa. Bây giờ em đưa em con đưa lại chú 2 tờ giá số. Bây giờ chú hai vô 2 tỷ thì con vô 8 tỷ. Coi số gì. Cảm ơn chú. Dạ đây là 352140 2840. Nhớ mai dạ. Lại cho chỗ màu chuối này nghe. Dạ. Đặc đúng biệt đúng của tỉnh Tiền Giang. Dạ bao nhiêu? Dạ rồi bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ông hai bà chuối. Hương Dừa ơi, chị tặng cho em luôn 1 tờ 40 là em trúng là chú trúng là chú trúng chị trúng luôn. Rồi đây. Sao nay tôi gặp hết quá vậy? Dạ không em bán sầu riêng em phải Ngọc Quyền. Chị hỏi phải Ngọc Quyền không? Tôi nói bán sầu riêng tình đó. Mà em bán sầu riêng em biết ca giọng cổ rồi ca tiếp ra nè. Ca bản cô gái bán sầu riêng nha. Em đi bán trái sầu riêng. Rồi chạy lại chạy lên. 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 Rồi chạy lại đi mùi thơm lừng của trái sầu riêng. Sầu riêng hộp lép cơm vàng. Mà giờ anh nghe nghệ sĩ ở nhà cũng hay quá à. Ta đang nghe mà tôi nghe bắt thân ngồi là sao? Ăn vào một còn nhà còn nhiều không phải là ta đi bán đi xa trời ơi. Bà không có thôi đi bán đi thôi. Đi bán rồi. Nè nè câu này em tặng anh nè. Có công an không đó hả? Không có công an đâu. Sầu riêng em bán lạnh.
ca sĩ sầu chìm trong nắng ai. Rồi hát đủ câu cổ rồi thêm đi nha. Dạ em cảm ơn anh đã mua sầu riêng của em rất là nhiều. Dạ thôi. Ngồi chú. Dạ. Trời ơi em học ca theo Ngọc Quyền mà phải hát hay chứ. Cũng phải 90 chứ đâu có thua nó được. Xe. Chở chở lên đặng này, chở đặng chạy chị chạy từ kia lại. Ok. Núp mấy bạn ơi. Bây giờ làm sao cho chị cái bông dừa nhạt? Đó đó rồi quay đầu xe đó. Đó 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 đó. Hương ơi. Rồi ở đây núp nha. Hương ơi. Lẹ Hương ơi, tại vì cái bánh xe nó xẹp nữa rồi. Bánh xe xẹp là khó chạy lắm á. Để em còn đi bên sầu riêng, để em còn đi bên sầu riêng. Rồi sao không chưa? Dạ rồi bắt đầu mình đi luôn rồi chị tiếp ha. Dạ. Nhưng mà có bà bác kìa. Dạ không. Cái người đi đường đó. Sao người đi đường chạy né đường chứ? Chị không biết cái trái sầu riêng này có né được. Thôi mình cứ chạy ở dưới tìm đường. Rồi bà vô rồi, bà vô nhà rồi. Vậy chị chạy nha. Chị cha còn không nữa. Chị chạy ra để cho tự nhiên nha. Rồi chị chạy nha. Cô mua sầu riêng xin cảm ơn một lần nữa Phụng Trắng Thủy Hải Sản chợ Bình Điền đã có người quen bán sầu riêng cho nên đã tài trợ cho Ngọc Huyền ba đợt sầu riêng để quay cho nó đẹp đây. Những trái sầu riêng thơm ngon. Dạ, và bây giờ cảnh quay sầu riêng này chỉ còn đem sầu riêng về nhà mua nữa thôi là chấm dứt. Và sau đó thì sẽ một phần Ngọc Huyền đem về tặng cho người thân yêu, còn một phần chia lại cho đoàn phim. Và một phần nữa, đoàn phim sầu riêng của Ngọc Huyền, đạo diễn Khương Dừa cùng ekip team Khương Dừa xin chân thành cảm ơn em Phụng Trắng Thủy Hải Sản chợ Bình Điền đã cho chúng tôi những trái sầu riêng thơm ngon, vừa quay đẹp, vừa ăn ngon. Xin cảm ơn rất nhiều. Sầu riêng hột lép cơm vàng, ăn vào một miếng nhớ hoài ngàn năm. Sầu riêng em bán ấm mua, mua cả riêng sầu chìm trong mặt em. Ok, rồi xong. Rồi xong. Em ơi bây giờ em phải Cương ơi Cương, em phải vô cổng cho mấy người rác thải chứ. Không, về nhà mua. Chạy ra đây gáp luôn vậy. Ủa sao chạy ra đây hả? Quay đường này nè. Vậy em phải nói với lại không em nói với Cẩm Cư Kỳ á, Cẩm Cư Kỳ nó vô cổng rác rồi mới ra đây quay. Alo. Không em nói rồi lên xe ngồi rác. Ok, lên xe ngồi rác nha. Ok. Bây giờ mượn cái xe nào đi cho. Kìa xe ấy. Không cho chị chạy lại chị tặng cho bác gái phải không em? Kìa. Khoan khoan để lựa cái trái nào mà nó chín đây. Ông cái này có này còn sống. Cái vàng chín là như bên mấy anh thiết kế bếp bên Lào. Không cái này nè, cái này ngon nè. Em sầu riêng mình còn về nhà này, mình làm tiền cảnh vậy học lại gì nữa phải không? Trái này nứt rồi nè. Trái này nứt rồi nè chị. Nó còn có một cảnh là chị đi hay chị về vậy đó chị cũng nhớ. Thử tài cô bán sầu riêng nè. Thử tài cô bán sầu riêng. Xem coi cô lựa. Đây có trái này rồi. Đây tặng hai bác này, trái này vừa ăn nè. Nó nứt ra rồi. Đây. Ai chở chị nè, nhờ anh là chở chị. Nhờ ai chở chị ra được không? Chở tới nhà của cái bác như nãy.
ơi. Ngon quá phải không? Hột lép cơm vàng đúng không? Rắn ngon phải không? Ăn nửa chai còn để dành phải không? Còn nửa chai để dành. Con nghe rồi Khương nói rằng là hai bác không cho ăn hết để dành ăn phải không? Rồi sao đi bán còn hết rồi trả lại vậy? Dạ con hết rồi. Đó rồi. Nhưng mà con đặc biệt là dành cái trái này vừa nứt ngon luôn. Cái gì? Để bác ngày mai ăn. Cái gì? Sầu riêng cho nữa. Trời ơi. Cái này không lấy tiền. Bao nhiêu lấy dạ, tiền dạ hả tiền? Dạ không. Trời con ơi, không, sao con không lấy tiền nữa con biếu. Dạ này con cảm biếu. Cảm ơn nhiều thôi. Dạ. Dạ nghe nói quen quen không mà nó băng đâu mà rồi hồi đó tôi cũng quen nhiều lắm mà rồi đi dạ. Hết rồi. Dạ. Giờ đó mà. Băng là không tiền. Thanh tiền Ngọc Quyền đó đâu mà nhắc hoài rồi đâu bây giờ đâu lớn tuổi rồi thôi mà 4 năm nay rồi thôi không đi đâu hết. Dạ. Ba mấy băng đi bệnh là bệnh không biết có dạ. Thay từ gì về thường không biết nữa. Dạ ba. Dạ chú thích giọng hát của mẹ chồng con Thanh Tuyền hả? Dạ trời dạ, ơi con cảm ơn nha. Trời dạ, ơi con tôi đó mà đó là chuyên môn là Thanh Tuyền. Con đem cái sầu riêng ra con tặng nữa nè. Trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này có số tiền nha. Con tặng nha. Sầu riêng ngon không? Con ra đây ngon lắm. Con nghe nói con có dựa đâu ở trên quận 10 không? Dạ, dựa hả? Dạ không, dựa của con ở hội quán ngôi sao một giường. Để bán xô chứ không có dựa hả? Dạ không, dạ dựa sầu riêng của con ở trên ngôi sao Miệt Vườn á. Ở đâu? Dạ ngôi sao Miệt Vườn gần đó nè. Hội quán ngôi sao Miệt Vườn ở ngay chỗ 113 Nguyễn Hữu Trí á. Không đâu coi Nguyễn Hữu Trí quận sao hả? Quận mấy? Dạ Bình Chánh. Bình Chánh, Nguyễn Hữu Trí. Ủa? Bình Chánh gần nhà mình nè. Tụi đây qua bển có 10 phút à. Bây giờ chú không cần đi xa. Thấy không? Chú chỉ cần nói cô đó cô. Dạ, cô dạ. Không có cần đi xa, cô chở chú đến đó được rồi. Trời ơi, vậy là có dựa đây hả? Em dạ. Ấp 4 hả? Ấp mấy ta? Dạ thị trấn Tân Túc. Không, con nhớ thị trấn Tân Túc thôi à. Ủa Tân Túc, Túc ở ngoài kia quốc lộ lẫn. À vậy hả, vậy xa lắm hả? Dạ con đâu rành đường. Ở ngõ Ba Bông Chuối. À để ngõ Ba Bông Chuối dạ. Qua để... tụi con có ca hát với nhau là thứ ba nè dạ. Thứ năm hàng tuần nè, thứ bảy là chương trình văn nghệ. Còn chủ nhật là lô tô show mà miễn phí luôn. Tôi nghe bông lúa vàng nè. Rồi mà tôi nghe chưa nào tôi cũng nghe hết nè. Dạ. Chú ơi dạ. Chú nhớ nha, nói cô ơi, cô nhớ dạ, mở dạ. Link YouTube của dạ. Nghệ sĩ Ngọc Quyền dạ, cho con nha. Dạ. Dạ. Vậy, dạ. Vậy là quất dạ. Qua quá. Mua sầu riêng nha, dạ. Bán sầu riêng. Dạ. Vậy là tới tới ngân hàng chưa, ngân hàng tới thị trấn Tân Túc chưa? Dạ ngay thị trấn Tân Túc luôn. Ngay thị trấn luôn hả? Dạ ngay thị trấn luôn. Dạ. Tưởng đâu lạ rồi đó là cũng dễ ha chú ha. Dạ. Rồi giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn em nhiều. Hàng tuần là nhớ ghé chỗ của tụi con coi hát nha. Rồi, biết rồi con mở lên YouTube là coi Thanh Tuyền Ngọc Quyền nha. Dạ. Mấy giờ? À dạ 8 giờ tối ngày thứ 6. Thứ 6 8 giờ tối rồi. Dạ. Thâu thẳng ở bển luôn hả? Dạ không, cái này là tụi con quay phim. Quay phim ở đây dạ. Dạ. À, 20 giờ ngày thứ 6 lúc từ 20 tháng 9. Dạ. Dạ con á, còn ngôi sao Miệt Vườn mùa 3 của tụi con á là ở trên link YouTube cũng là link YouTube của Khương Dừa vào ngày 18 tới tháng 8. Năm 2024. Dạ. Cô nhắc cho cô. Dạ dạ. Ủa sao Miệt Vườn mùa 3 cô? Dạ. Mấy giờ cho 8 giờ hả? Dạ 8 giờ. 8 giờ 8 giờ tối hay 8 giờ sáng? Dạ 8 giờ tối. 8 giờ tối là tất nhiên là 10 rồi là phải tính dạ. Tính là 20 giờ đó, 20 giờ đó. 20 giờ, 20 giờ. Đúng. Dạ thôi con chào cô chú hôm nay nha. Cảm ơn nhiều. Con cảm ơn cô chú nha. Ăn sầu riêng hoài nhớ mua sầu riêng nha. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô chú.
Đó, cô mua bán sầu riêng này mua đắt dễ sợ luôn, công nhận. Mua mai bán đắt dễ sợ luôn. Cảm ơn cô chú mở hàng nha, bán hết luôn rồi nha.